Xin chào cả nhà, hôm nay em vừa về được hai cái con iRobot Roomba i4 và i7, hàng full hộp, đẹp luôn, móc hộp phục vụ các bác nhé. Con i4 và i7, i4 và i7 các bác nhé. Chưa bóc ra xem trong gì. Hàng vẫn vừa nhập về xong các bác ạ. Bóc ra luôn phục vụ các bác. Giờ là em chú trọng nhập các cái dòng cao cấp, các cái dòng nhiều khi bình dân bây giờ cũng có bán nhưng mà nó cũng chậm hơn. Con này là con i4. Ông Khánh bóc cái này phát quay này. Lấy ra cắt ra. Nó rạch vào mặt. Con này đỡ nốt con này phải. Con này là con i7 đấy. Thế khéo ngửa mấy giờ máy ra. Rồi, đây hai con các bác nhá, một con i4 này. i4 trông nó khá là lạ. Màu đẹp, vân, trắng vân. Dây sạc. Sạc. i4. Con này con i7. i7 các bạn nhé. Để sạc. Đây phụ kiện. i7 đời 2020. Hai con này thì con i7 này thì bán 58. Đấy, con i4 này thì 52. Đấy, bác nào có nhu cầu thì các bác alo nhé. Phụ kiện như trên hình, cả hai đều bảo hành 3 tháng. Chào các bác.